Xin chào tất cả mọi người. Đây, Duy Quýt 2 tuổi. Đây, Duy Bình 0 tuổi. Đây, Duy Băng 22 tuổi. Nào, Duy Quýt. Duy Quýt, Duy Sóc, Duy Băng. À, Quýt là bao nhiêu nhỉ? Giờ là 9 đúng không? Là Quýt Quýt được 27 tháng. 2 tháng. Đây không biết. Hả? À, nay Quýt có phí bé ngoan để Quýt nhỉ? Đúng không? Sóc vừa ốm dậy đấy. Hôm qua là ngày 19. Tối qua. Đúng rồi, sốt tối qua. Sốt. Sốt đúng rồi. Sốt khóc suốt từ lúc 10 giờ đến tận ngày hôm sau mới hết sốt. À hết khóc. Í, cứ cười lên nào. 2 3 kim chi. Thật là đáng yêu. Nào nhìn này đấy, đi sang đây, hai anh em đẹp trai tuyệt vời, đẹp trai 10 điểm, đẹp trai quá, đẹp trai quá. Nhớ hai đứa cao gần bằng nhau dưới này. Nãy Sóc vừa cao vào mặt Tay làm cái gì đây? Đã làm gì đâu, đã có em làm gì đâu. Thôi không có một tay em đây. Quýt thơm em đi, Quýt thơm em Sóc như nào. Quýt à. Dễ không hết. Thôi bye bye nha, bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye.